mình lại xuống Hải Phòng chơi. Trời rất là mát bởi vì là hôm qua sau trận bão ở Hà Nội thì có vẻ như hôm nay ở đây cũng mát mẻ hơn. Mình vừa mới đi ăn bún cá. Xuống Hải Phòng chỉ thích đi ăn uống thôi. Ở đây rất là nhiều đồ ăn ngon. Trời đang mát mẻ quá cho nên là sẽ đi ra ra hồ. Đây là hồ gì hả máy? Đây là sông gì? Hồ Tam Bạc. Ra hồ Tam Bạc để đi dạo. Hai bên thì sẽ là hai hàng cây hoa phượng ở dọc hai bên hồ ấy, rất là đẹp, kiểu một biểu tượng rất là nổi bật của Hải Phòng ấy, thành phố hoa phượng đỏ. Ủa cái hoa này hoa gì mấy? Hoa vàng này đẹp đấy, xinh đấy. Wow, cái cây hoa này đẹp dã man mày ạ. Đây là Hải Yến. Hiện tại chúng mình đang định đi quay vlog thì gặp phải trường hợp bất ngờ. Photographer dạo. Đó, mọi người thấy không? Anh chụp cái góc xa nhá. Rất là quan tâm luôn. Hãy để tôi đưa em vào một đời êm đềm khi tim còn đang trẻ, khi ta còn say mê. Hãy để chuyện yêu nhau làm cuộc sống. Cho mọi người đi ngắm hoa phượng đỏ ở bên bờ hồ Tam Đạp để mình kể cho mọi người nghe. Hôm qua ấy, tối hôm qua mình đã về Hải Phòng và đấy là một chuyến đi bão táp của mình. Một chuyến đi bão táp cuộc đời. Mình với cả hai đứa bạn mình đã phải tức tốc về Hải Phòng. Còn tao yêu thương mày quá nhiều mà. Khi nghe tin thằng bạn thân thất tình và nghe có vẻ vật vã và chuẩn bị ra hồ Tam Đạp để nhảy hồ. Thế là bọn mình đòi về ngay xem tình hình như nào. À, về đến nơi nó nhăn nhăn nhở nhở như này đây. Đây là bây giờ mày có chuyện gì muốn chia sẻ không để tao quay vlog lại luôn cho các bạn nghe câu chuyện luôn đấy. Có, nhiều lắm. À, tin nhờ. Chuyện tình cảm à? Tâm sinh lý tuổi mới lớn à? Đúng. Được đấy. Tao nghĩ là các bạn thích nghe. Và câu chuyện này có liên quan đến người yêu cũ. Người yêu cũ của nhức nhối đấy, nhạy cảm đấy, được đấy. Chủ đề là được. Chủ đề người yêu cũ. Nên là vấn đề là như nào? Mày nói với tao đi, biết đâu tao lại cho mày được một vài lời khuyên. Thì thật ra câu chuyện là như thế này. Theo mày là có hay không một mối quan hệ bạn thân khác giới? Cụ thể là người yêu của tao có một người yêu cũ, và trước đó họ là bạn thân của nhau, rồi sau khi chia tay họ vẫn lại là bạn thân của nhau. What the fuck? Thì cái điều đó làm tao rất là nhức nhối. Đang nhức nhối? À, từ nhé, để tao phân tích lại này. Nghĩa là có hay không một mối quan hệ bạn thân khác giới mà người yêu cũ của người yêu mới của mày, đúng, lại là bạn thân của nhau. Đúng rồi. Thế nghĩa là yêu nhau xong rồi thì bây giờ đang là bạn thân. Đúng rồi. Bạn là bạn thân từ trước, rồi yêu nhau, rồi sau khi chia tay họ lại là bạn thân. Là bạn thân xong yêu nhau xong chia tay lại là bạn thân. Đúng rồi. Eo ơi, kiểu gì ấy. Em phải muốn nghe quan điểm của tao đúng không? Đúng rồi. Quan điểm của tao ấy là bạn thân khác giới thì với tao là có, giống như tao với mày hay giống như tao với thằng Thành là hoàn toàn có. Còn yêu nhau rồi mà là bạn thân thì với tao là không có. Nhưng tao nghĩ là cái này là do quan điểm của mỗi người thôi. Nhưng mà quan điểm của tao là như thế. Tao sẽ không thể làm bạn thân được với người yêu cũ. Đúng. Thì còn theo quan điểm của tao nghĩ là ấy, thật ra có hay không có là tùy vào quan điểm mỗi người. Người ta thích hay là không thích. Theo tao ấy thì thật ra là không nên. Không nên thì đúng hơn. Tao nghĩ dùng từ không nên thì đúng hơn. Theo tao thì cả hai người độc thân thì có thể làm bạn thân được, nhưng một trong hai người đã có một mối quan hệ gắn bó, tức là người ta có người yêu mới, thì cả hai người hoặc một trong hai người phải nên biết là mình nên làm gì hoặc giữ khoảng cách. Hiểu mày hiểu ý tao không? Ờ, tao hiểu ý mày. Tại vì tao nghĩ là cứ là bạn thân là phải đi chơi với nhau hàng ngày, là phải đưa đón nhau này kia. Đúng. Theo mình nghĩ là thế là ngộ nhận hay là... Đúng rồi, nó là phải dùng một từ là ngộ nhận. Để tao kể cho mày nghe và kể cho mọi người nghe. Thực ra ấy, bản thân tao đã từng bị ngộ nhận chuyện bạn thân khác giới ấy. Sau khi mà tao biết rằng là mình cố tình ngộ nhận thì tao lại phải tự nói bản thân mình ấy là bản thân mình phải có một cái chuẩn mực cho cái cụm từ bạn thân khác giới đấy. Đúng rồi. Bạn thân khác giới thì với mình ấy, khi mọi người đọc lên thì mọi người cũng đã thấy đủ được ba cái phần đấy: bạn này, thân này và khác giới. Thì với tao, bạn ấy
khi mà mình có thể làm bạn với nhau thì mình sẽ có cùng chung quan điểm sở thích, rồi hợp nhau về mọi thứ, quan điểm sống các thứ thì đúng mình rồi. Có thể làm bạn với nhau đúng không? Nhưng mà từ bạn với cả bạn thân thì lại khác. Thân với tao là phải dành cho nhau sự tin tưởng. Nghĩa là mình phải có sự tin tưởng lẫn nhau thì mình mới có thể thân nhau được. Đúng. Tao tin mày thì tao mới có thể kể cho mày, tâm sự với mày những cái chuyện bí mật của tao mà tao không thể kể cho người khác đúng không? Đúng. Và ngược lại mày cũng thế. Bạn thân nhỏ hai người con gái hay là con trai thì lại quá là bình thường rồi. Nhưng bạn thân khác giới nó sẽ có một cái ranh giới ở đoạn này và mình phải hiểu đúng ấy. Nên là với tao ấy nó sẽ là không có cảm xúc về mặt giới tính. Đúng rồi. Nghĩa là ấy, nói hơi thô một tí ấy, nghĩa là ấy, mày có khỏa thân trước mặt tao ấy thì tao cũng thấy quá là điều bình thường luôn, không có một cái cảm xúc gì cả, thế thì mình mới có thể làm bạn được. Đúng, chính xác. Đúng không? Thế còn không có một cái tình bạn thân khác giới nào mà hôm qua tao cũng hơi cảm nắng nó chút nhưng mà thôi hôm nay tao làm bạn thân với nó. Đúng. Hôm qua tao vừa qua đêm với nó, chót qua đêm với nó một hôm thôi nhưng mà tao nghĩ lại rồi, tao với nó chắc chỉ là bạn thân được thôi. Đúng. Còn lâu mới có chuyện đấy đúng không? Đúng. Mình kể cho các bạn một câu chuyện. Thật ra là hồi ngày xưa, hồi sinh viên mình cũng có một cái mối quan hệ và mình cũng từng nghĩ đó là bạn thân. Mình với một cái người bạn này thì hay đi chơi với nhau, hay đi ăn với nhau, hay nói chuyện với nhau. Nói chung là cũng y như tao với mày, y chang tao với mày như vậy đó. Mình cũng chia sẻ mọi thứ về cuộc sống, rồi vui, rồi buồn, rồi hay đi ăn, rồi đi coi phim với nhau. Thì cũng nghĩ là đây là mối quan hệ bạn thân. Nhưng mà thực ra sau một quá trình thì mình nghĩ không có phải. Thật ra là cái người bạn kia lại hơi có một chút thích mình, có tình cảm với đúng mày rồi. Đúng không? Thì nên là họ rất là muốn ở cạnh mình ấy, mình hiểu với tao. Tao hiểu. Họ rất là muốn ở cạnh mình. Đúng. Nên là đôi khi mình lầm tưởng đó là bạn thân, nhưng mà thực chất là không phải. Khi mà mình cảm được cái tình cảm người ta mà mình không có đáp ứng lại, thì mình sẽ tự tạo ra một cái khoảng cách và tự nhiên lúc đó người ta cũng sẽ giãn mình ra. Đúng rồi. Tí đó thì hai người sẽ không còn là bạn thân nữa. Đúng. Thì trong một mối quan hệ nó rất là phức tạp mà mình cần phải nhạy bén để nhận ra điều đó. Đúng rồi, không, mình rất dễ làm tổn thương người khác. Chả có bạn thân nào mà dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm rồi cả quan tâm nhau này kia. Chả có bạn thân nào mà nhắn tin với nhau cả ngày, hỏi han quan tâm với nhau cả ngày. Đúng rồi. Nó không. Đúng rồi. Tao thấy nó cứ sai sai ấy. Chính xác. Nghĩa là mình chơi thì mình rất là dễ để bắt chuyện, làm quen, rất là dễ hòa đồng. Nhưng mà để mà thân thì rất là khó luôn. Đúng rồi. Cho nên là mình luôn phải tự đặt ra cho mình một cái chuẩn mực ấy cho cái cụm từ bạn thân ấy. Đúng rồi. Mà lại còn bạn thân khác giới thì nhất định là phải có một cái chuẩn mực mà mình phải không bao giờ được qua cái mà chuẩn mực mà mình đề ra ấy. Mà nghĩa là ngay từ đầu ấy, bọn mình gặp nhau một phát không hề có một tí gọi là tình cảm nào cả. Đúng. Giống như tao mày, chúng ta đồng hành thì mới có thể bền được ấy, mới có thể chơi với Đúng. Nhau, mới có thể là chơi với nhau lâu được. Thế còn theo mày thì cứ cho như là có một mối quan hệ bạn thân khác giới, tức là một trong hai người đã lập gia đình thì cái mối quan hệ đó còn hay Đúng. Là không? Câu chuyện nó lại trở nên khác rồi. Đúng bởi rồi. Vì nó không phải là còn là câu chuyện của hai người nữa mà nó sẽ là câu chuyện của ba người hoặc là bốn người. Như là cả mày và cả tao đều có người yêu đúng không? Đều có chồng, có vợ, có chồng. Thì lúc đấy thì là lại phải xem là cái mình có đủ cái sự tin tưởng để cho cái người yêu mình tin rằng đó là một mối quan hệ mà nó hoàn toàn chuẩn, không Đúng, có một xác. Cái gì sai lệch cả. Thì đó lại là sự tin tưởng. Một cái sự tin tưởng đúng là rất là quan trọng trong một mối quan hệ. Đúng là mình là bạn thực sự ấy, nhưng mà mình không tạo cho cái người partner của mình mà đúng, có đúng, sự đúng. tin tưởng ấy thì đúng, chắc đúng. chắn người ta sẽ không bao giờ đồng ý. Đúng. Nói chung là khi yêu thì ai cũng ích kỷ hết. Nếu mà không ích kỷ thì tao nghĩ không gọi là yêu. Nếu mà mình cứ đặt cái tôi mình quá lớn và mình cứ nghĩ nhiều thứ là chúng mình chỉ là bạn thôi, cái chuyện này cũng chả có vấn đề gì mà mình giấu người yêu mình một cái thứ gì đó cho dù nó là nhỏ nhất, thì cái người yêu của mình hoặc người cái partner của mình, người ta sẽ có một cái gọi là một cái linh cảm không hay, cái mối quan hệ lúc nào nó cũng đi xuống dốc. Nhiều người ta cứ nghĩ rằng là có những cái lời nói dối vô hại ấy, nhưng mà không có một cái lời nói dối nào là vô hại cả. Chính xác. Bởi vì một khi nói dối nó vẫn là cái lời nói dối chứ Chính nó không xác. Phải là lời nói thật ấy. Đúng. Mà nhất là trong chuyện tình cảm ấy, đã nói dối một lần thì cái sự tin tưởng nó sẽ không còn trọn vẹn như lúc đầu nữa. Tao với mày cũng có thể làm bạn thân khác giới đúng không? Thế nhưng mà tao không tạo cho Quân được sự tin tưởng. Tao với cả chúng mày là những người bạn thật sự chuẩn, không có vấn đề gì cả, thì không đời nào Quân để cho tao đi về đây. Thì không có buộc câu chuyện ngày hôm nay. Khi mà nghe tin bạn mình có chuyện, tao sẵn sàng xin Quân để đi về đây với mày. Đúng. Với cả thằng Thành. Đúng. Hai bọn tao về đây với mày. Thì nghĩa là người ta phải có hoàn toàn đặt cái sự tin tưởng vào mình thì tao mới có thể làm thế đúng không? Chính xác. Để ngồi đây cho đỡ mỏi chân, tâm sự cho đỡ mỏi chân tiếp. Nghĩa là bình thường, câu chuyện bình thường về sự tin tưởng thì sẽ là như thế. Nhưng mà sẽ có những người ấy, người ta biết được là mối quan hệ của người yêu mình với cả bạn thân của người yêu mình là hoàn toàn chuẩn, nhưng mà tính của người ta là rất là ích kỷ và cái tính sở hữu của người ta quá cao ấy, cho nên người ta vẫn không chấp nhận điều đấy. Đến lúc cuối cùng thì người ta sẽ bắt là người yêu mình bắt đầu phải đặt lên bàn cân, một là chọn người yêu hay là chọn bạn thân. Thật ra mình đã từng đặt cái là câu chuyện này luôn, câu chuyện lên bàn cân luôn, câu chuyện này luôn. Đúng rồi, chính xác, y hệt luôn, y chang luôn. Người yêu của mình không có tạo
cho mình một cái sự tin tưởng, không cho tạo tao một cái sự tin tưởng. Nói chung là hay nói dối, nói chung là đã trên một hai lần. Và thật ra những cái điều nói dối này nó rất là vô hại. Theo như bạn ấy nói là vô hại. Nhưng mà theo cái quan điểm của mình thì mình không thích nói dối. Tại vì mọi sự nói dối đều sẽ làm mất cái sự tin tưởng của mình đi. Mà khi mà mình đã không còn một cái sự tin tưởng nữa, mình sẽ có những cái quyết định nó mang tính chất gọi là cảm xúc nhiều hơn. Và mình đã bắt người yêu mình phải lựa chọn giữa bạn thân, người yêu cũ và mình. Tao nghĩ là cái việc đặt lên bàn cân ấy, khi mà đã đặt lên bàn cân rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ mất đi một mối quan hệ, chắc chắn lúc đấy sẽ phải đánh đổi. Và mình cũng nói thật với các bạn là người mất đi chính là mình. nghĩa là người yêu mày là chọn bạn thân là người yêu cũ chứ không phải chọn mày. Cũng mình không biết chính xác, nhưng mà cũng một phần nào đấy mình nghĩ vậy. Quan trọng là không quan điểm. Tao nghĩ là không quan điểm thì khó nói chuyện lắm. Thì nói chung là khó thỏa hiệp. Tao cũng nghĩ là bây giờ thì mày không cần những lời khuyên nữa rồi, tại vì là chuyện của mày đã xong xuôi rồi ấy. Thế là bây giờ mày chỉ đang cần giải tỏa thôi, đúng không? Đang cần được tâm sự để giải tỏa thôi. Cho nên là chốt lại là tao chúc mày sẽ tìm được một mối tình mới khớp lạnh hơn. Đúng không? Ok không? Ok. Mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của mọi người có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, hoặc là có thể cho Việt Anh một số lời khuyên. Các bạn có muốn chia sẻ câu chuyện về người yêu cũ của mình, hãy chia sẻ bên dưới video clip này. Biết đâu mình với Hải Yến có thể giúp các bạn có thêm những lời khuyên về mối quan hệ của chính mình. Ví dụ như là nhảy hồ. Nhảy hồ tam bạc. Mày đừng nhảy nhá. Nó đang đứng ở trên này nên nó rủ mình xuống đây để ngồi, không biết là nó có định nhảy không đây. Khổ lắm. Đây, thôi bây giờ là bọn mình đi tiếp nhá, đi xem là Hải Phòng còn chỗ nào đẹp không, mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Hãy để tôi đưa em vào một nơi êm đềm khi tim